Mình thì kết hôn năm 2011. Mong con thì lúc nào cũng mong hết trơn á, nhưng mà nhiều khi cái duyên không có. Anh là con một cho nên là cha mẹ anh cũng mong lắm. Nhiều lúc á anh ẵm con người ta vậy đó, nó chơi vậy đó, anh nói không biết chàng nào á, mình phải có đứa con vậy. Thế mình nghe mình cũng